Hi. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Chiều ngày hôm nay hai vợ chồng chúng ta đang có mặt tại quận 10 quý vị ơi. Đang đi ở trên đường Đồng Nai nè. Nhìn vào thấy có một tiệm quý vị. Nói nhà hàng thì cũng không hẳn là nhà hàng, mà nói quán vỉa hè thì cũng không phải là quán vỉa hè quý vị. Quán chúng ta thấy cũng khá là chỉnh chu á. Nhìn vào thì chúng ta thấy có cái biển hiệu á, giảm giá 30%. Nhìn hấp dẫn quá. Chưa biết như nào, hai vợ chồng của ta vào dùng thử cũng như là quay lại cho quý vị xem luôn. Đó, quý vị nhìn thấy ở bên kia đường không? Mừng sinh nhật Điền Kê tròn 2 năm, tặng voucher giảm giá 30%. Đó, nghe hấp dẫn quý vị hả? Ở đây Phu Tha đang đứng ở đây nè quý vị. Theo hướng này nè, bên kia là đường Tô Hiến Thành. Quý vị đi đến khoảng 50m thôi là đường Tô Hiến Thành nha. Còn phía bên đây nè, phía chiều ngược lại quý vị là quý vị đi ra Bắc Hải á. Đó. Đó, quý vị chạy ra đường Bắc Hải. Đi mình qua mình xem quán cũng như là gọi một phần ăn thử xem sao quý vị ơi. Điền Kê quý vị hả? Điền Kê. Chúng ta biết rằng là chắc cũng có nhiều khán giả biết Điền Kê là gì. Nhưng mà bên cạnh đó chắc cũng có nhiều khán giả chưa biết, thì chúng ta muốn thông tin thêm chút xíu. Điền Kê ở đây á nghĩa là gà đồng quý vị, mà gà đồng là thịt ít. Đó. Đi vào trong quý vị ơi. Ở ngoài đây mà khi quý vị vào á, hồi nãy vào á là chúng ta thấy ở đây có chú bảo vệ giữ xe luôn. Nên quý vị yên tâm ha. Ở trên đây nè. Chương trình này được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Như vậy là hôm nay là ngày mùng 2. Còn hơn 10 ngày nữa nha. Hơn 10 ngày cho quý vị đến đây dùng nha. Bên đây tiếp tục là một cái bàn nữa nè. Cháo ếch Singapore. Có hai vị là vị Singapore với lại vị tiêu. 50 chỉ còn 39. Rồi đi vào bên trong quý vị ơi. Ở đây là địa chỉ 16 đường Đồng Nai, phường 15, quận 10. Có số điện thoại là 0326521522. Đó, đi vào trong thôi. Dạ, chào chú. Ôi, quá rộng luôn. Không biết là ở trên lầu còn không quý vị. Trang trí gọn gàng sạch sẽ lắm. Đi ngồi ngoài đây đi ha. Ngồi ngoài đây trước đây. Ê, anh thấy ở ngoài cái bàn kia có, mình đang có chương trình cháo ếch 50 mà giảm còn 39 hả? Dạ đúng rồi. Cái chương trình này thì mình áp dụng như sau vậy, như thế nào vậy? Mình sẽ áp dụng cho phần một con từ 50 giảm còn 39, không giới hạn phần gọi. Và hình như là khuyến mãi này sẽ áp dụng tới cuối tháng 8. Cuối tháng 8 hả? Đây quý vị, ngoài ra thì ở đây là chuyên các món ếch nè. Vừa thấy em đem hai cái menu ra. Trời ơi, quá trời lắm. Choáng luôn quý vị ạ. Quý vị nhìn sơ sơ ở đây trước đi nha. Đó, có cơm nữa nè. Cơm, mì, hủ tiếu, lẩu, cháo, rau, món rau, món canh, để khác. Chờ anh chút xíu nha. Để mình khám phá cái thực đơn này trước đi quý vị. Sốt chiên gọi, nhiều quá trời luôn quý vị hả? Điền Kê nè. Hương vị Singapore, chuyên các món ếch, menu. Có số điện thoại, thời gian mở cửa nè. Từ thứ hai đến chủ nhật 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Địa chỉ là 16 đường Đồng Nai, phường 15, quận 10. Nhiều quá. Quý vị có thể đọc tham khảo qua nha. Thấy cũng tò mò quý vị. Ở ngoài kia qua thấy cái món cháo ếch là 39.000 quý vị. Thấy rẻ nhưng mà vào đây thấy quá trời món luôn. Thì chắc chúng ta sẽ gọi một phần cháo cộng thêm một món gì ở trong đây nữa. Anh lần đầu tiên vào đây á. Cho anh một phần cháo 39.000 đó trước đi. Rồi bây giờ em tư vấn giùm anh thêm một món gì ăn nữa được không? Thường thì bên quán em đi hai người thì mình sẽ dùng ếch sốt. Ếch sốt thì thường thì mọi người sẽ gọi là ếch sốt trứng muối, hoặc là ếch nước mắm và lợn rơm. Bên em cũng mới có món mới là ếch sốt Tarayaki. Cái này là mới luôn. Ếch sốt Tarayaki. Dạ đúng rồi. Nghe lạ quá, nghe giống Nhật quá vậy. Dạ đúng rồi. Vì Nhật hả? Mới hả? Dạ đúng rồi. Cái này là mình ăn với cái gì á? Dạ. Ăn với cơm hay với cháo hay là với gì không? Dạ mình có thể, nếu mà mình muốn ăn ngon thì mình có thể kêu đem một phần cơm thêm.
vậy hả? Không. Phần này thì có giá là 105.000 nữa quý vị. Tại chúng ta thấy nhiều món quá mà bây giờ vào mà gọi hai món cháo á, thì không có thưởng thức hết được ở trong đây quý vị. Lâu lâu mình mới vào một lần nên mình thử cái này đi quý vị ha. Nghe em tư vấn cái này mới nè. New nè. Đó, vậy em lấy cho em cho anh một phần này nữa nha. Dạ rồi. Ít sốt teriyaki. Đó. Hai người hai phần quý vị. Em ở trên lầu mình còn không gian không? Dạ, trên lầu của em thì còn phòng máy lạnh nữa, còn một cái ngoài trời. À, tí cho anh lên anh quay chút xíu được không? Dạ. Rồi, em đã cho anh hai phần đó ha. Cho anh vào bếp anh quay cái công đoạn chế biến chút xíu được không? Cái phần ớt của mình á, mình có hai loại sốt. Sốt Singapore và sốt tiên. Thì anh sốt gì? Lấy Singapore đi. Dạ rồi. Tại vì ở đây là cháo thấy cháo ếch Singapore có vị hương vị Singapore nên mình gọi cái Singapore sản tự như thế nào quý vị ha. Rồi cảm ơn em nha. Đây quý vị ạ, tôi xin phép anh vào trong khu vực bếp á, xem mấy anh chế biến này. Em là phụ à, phụ bếp. Dạ. Phần cháo. Đây là mình đang làm dạ, vị em đang, gì vậy? Dạ, vị xuất sinh ạ. À, vị xuất sinh. À, ớt này sau khi mà mình làm sạch rồi á, thì mình nấu như vậy thôi chứ mình không có ướp trước anh? Ờ, dạ. À, nấu trực tiếp. Mình nấu này xong rồi mình đổ nước và cho sốt vào anh. À, dạ. Cái sốt này là mình đã pha sẵn rồi phải không anh? Dạ, đúng rồi ạ. Sốt này là em đã pha và cân trước rồi. Nhìn nó sôi đã quá vậy hả? Mình nấu khoảng bao nhiêu phút thì được anh nhỉ? Dạ, 15 phút ạ. Vừa nấu cháo vừa kho thịt luôn, nấu thịt luôn. Cái này là nước dừa hả? Hay là cái này là bột năng? À, bột năng hả? Cho dạ. Nó xịt lại phải không? Dạ đúng rồi, cho nó xịt lại. Rồi mình có nước dừa không? Dạ không ạ. Không hả? Cái này cháo xuất sinh thì nó là thuần của người sinh á, thì nó sẽ không có vị gì hết. À. Sa tế hả? Đúng rồi, còn ớt sa tế và vị mấy cay cay. Cay cay. Vì thấy cái phần thịt ít nó săn lại rồi đó. Dạ đúng rồi. Nó săn rồi, nó co này lại là chín rồi. Bây giờ mình đợi thêm một chút nữa để cho nó ngấm gia vị nữa thôi. Dạ. Hấp dẹp có vị đấy. Bây giờ anh sẽ cho thêm hành. Cháo thì cho thêm hành. Hấp dẫn quá ha. Chưa ăn mà nhìn thèm quá. Đây quý vị, đến xem hồ ếch của anh này. À, ếch này là mình đã làm sẵn rồi anh ha. Dạ đúng rồi, ếch này là bên em sẽ làm sẵn. Cứ mỗi buổi chiều đến làm khoảng 30 đến 40 con. Dạ, yeah. Ếch này ếch đồng anh hả? Dạ. Đây là hồ ếch của nhà hàng bên em. Wow. Đây quý vị ạ. Ở đây được 200-300 con không anh? Dạ, cũng đến tầm đấy đấy ạ. Yeah. Ngày mình bán hết nhiêu đây không? Dạ, tùy. Tùy hả? Thứ ngày. Bảy chủ nhật thì chắc đông hả? Dạ, thứ bảy chủ nhật thì đông, có thể bán hết. Nhìn con nào cũng u quý vị ạ. Nhìn thấy thương quá. Mà thôi cái số kiếp nó vậy rồi quý vị ạ. Nó phải vào bụng mình thôi. Đây. Qua đây thì anh đã làm sẵn rồi nè. Đó, khách vào là chế biến thôi. Cháo với lại món này cái tên dài quá, tên tiếng Nhật quý vị ạ. Chúng ta không nhớ rõ nữa, để tí nữa chúng ta lấy cái menu lại. Phần này là một nha. À, hai nồi nè, mỗi nồi một nồi ít với lại bên đây là nồi cháo. Bình thường nếu mà quý vị đi ăn á là 50.000. Nhưng mà hôm nay trong cái thời gian này thì quán đang có chương trình sinh nhật của quán có việc 2 năm á, nên đang giảm giá 50 còn 39. Rẻ ghê chưa? Rẻ ghê quý vị ạ. Mấy ngày trời mưa này mà ăn cháo ít nữa là đúng bài luôn rồi. Còn bên đây là phần sốt gì của Nhật mà. Tạm gọi là sốt Nhật chứ quý vị ha. Tại cái tên nó dài quá. Nhưng mà cái này có thể gọi thêm cháo hoặc là cơm gì đó. Em ơi, cho anh thêm một phần cơm hoặc phần cháo nữa được không? Dạ, một phần cơm thêm. Ờ, à, đúng rồi. Rồi, thưởng thức thôi.
thơm quá. Mời quý vị nhé. Đầu tiên quý vị xem ở trong cái nồi này, quá trời hành luôn. Mình phải trộn cái hành này xuống cho cái hành nó chín. Ok, cảm ơn em. Gọi thêm phần cơm nữa cho chắc bụng. Rồi, mời quý vị dùng nhé. Cái này á, quý vị nếu mà quý vị muốn chan qua đây rồi quý vị trộn chung á cũng được, nhưng mà Phổ Thang nghĩ quý vị nên để như vậy và thưởng thức để cho nó nguyên bản hơn, để mình có thể cảm nhận được cái đồ ngon của nó hơn quý vị. Trời ơi, cái miếng cái đùi ếch nè, nhìn phê chứ. Đó, từ miếng nước xong, từ cái nước này xong xong. Béo, béo, có chút ngọt ngọt, cay, hơi đặc lên một chút xíu thôi chứ không phải là đặc lên lắm. Cái hành này cũng vậy, mình trộn lại đi. Cháo này, đó, xem hạt cháo này. Cháo đặc lên nhưng mà vẫn còn hạt quý vị, chứ không phải là nó tuế hết. Quý vị thấy hạt cháo không? Đặc sệt nha, nhưng mà vẫn còn hạt. Ở trong đây chưa có gì hết. Hơi nóng nha. Rồi. Cho ra chén. Bỏ thêm một vị ếch vào. Hấp dẫn ghê không? Đưa cái này lên tí xíu nữa. Rồi, à, nó còn nóng lắm, quý vị ăn cẩn thận nha. Trời ơi, nó ấm, nóng ngon. Được vậy. Cái thịt ếch đó tôi bị biết không? Nó có nhiều dinh dưỡng lắm, nhiều protein, nhiều kali. Nên quý vị cứ ăn, ăn nhiều cũng được. Nhiều người sờ mập á, ăn sờ mập, nhưng thật ra cái ếch này nó ít cholesterol lắm. Nên ăn thoải mái, rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn. Từ em bé cho đến người lớn, ai cũng phải ăn được. Trời ơi, cái đùi nó chắc. Chắc mà thịt nó ngọt á. Con ếch này chắc cũng lực lượng á. Con này chắc tập tạ nhiều quý vị. Thịt nó chắc lên. Nếu mà quý vị ăn thịt không á thì nó hơi mặn. Quý vị múc thêm một miếng cháo nữa là ăn là vừa luôn. Ngon quá. 39.000 là Phổ Thang thấy siêu rẻ luôn á. Tại vì ở ngoài vỉa hè bây giờ cũng 50 rồi, 50-60 rồi. Mà bây giờ ở đây anh bán một phần có 39.000 à. Quá tuyệt. Rồi. Thử qua cái vị này anh. Thì bây giờ Phổ Thang sẽ thử cái ếch sốt teriyaki quý vị. Đó, quý vị thấy ở trên không? Mỗi phần như vậy là hai con, ở trên là có mè nè, dưa leo anh sắp thành sợi, với lại ngò, với lại xà lách. Da nè, mới bị dùng nha.
Cái này hình như không có gì trắng hết rồi ta. Ăn vừa luôn ta. Em cái phần này mình ăn vậy thôi chứ có cái gì chấm không em nhờ? Dạ, sao rồi? Sốt này mình có gì chấm không là ăn vậy thôi? Dạ, ăn vậy thôi. Ăn vậy thôi hả? Nếu mà thấy nó là kìa, em có thể lấy gì đó chấm. À, còn nguyên bản của nó là như vậy thôi. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn em. Nhìn cái miếng thịt nó ngon quá mà không nỡ lòng nào mà ăn uống được. Cái lớp thịt ở ngoài của cái da nó có chút giòn giòn, còn ở trong á từ cái thịt nó cắt nó có thêm mè nữa, nó thơm. Lèo ăn cho nó mát. Cái này tôi đang nghĩ mấy em bé khoái, tại nó giòn giòn, dai dai, có chút ngọt ngọt, thơm thơm, đúng không? Hai vợ chồng của ta ăn gần sạch luôn quý vị ạ, gần hết luôn, nói chung là hết rồi đó. Không biết sao anh thấy hai vợ chồng của ta quay á, cũng như là ăn sắp hết rồi đó, anh đem ra mời của ta, hai vợ chồng của ta thêm một dĩa này nữa quý vị ạ. Cái này là anh nói là ít sốt trứng muối, và món này là ở quán của anh là bán chạy nhất. Nói có gì của ta dùng thử. Cái này là mời thêm nha quý vị, hai vợ chồng của ta ăn hai món hết, gần hết rồi thì anh đem cái này ra mời thêm. Đó. Cái này như cô ta gọi thêm một bộ bánh mì để dùng thử. Đó. Chờ bánh mì ra thì mình chiến tiếp món thứ ba nha. Hai món này ăn sạch sành sanh luôn. Để cái cháy ở trong đây nè, ăn ngon lắm quý vị. Cái mà nó giống như là cháy vậy nè. Cái này ăn thơm lắm. Sạch nồi luôn. Bỏ này qua bên. Bánh mì à, còn nóng luôn. Quý vị thấy ở ngoài có một lớp màu vàng á, cái này gọi là trứng muối á quý vị. Một phần như vậy cũng là hai con, cũng có dưa leo với ngò, giống như là ít sốt teriyaki vậy á. Nhưng mà cái này là trứng muối. Cái này tôi đang nghĩ các em bé thích lắm. Đây mình dùng một miếng bánh mì này, mình chấm vào cái nước này. Thử nha. Béo béo quá vậy. Béo béo mặn mặn. Thử một ít.
hôm nay trúng bánh rồi hả? Được ăn giảm 30% rồi mà được khuyến mại thêm món được. Cái này là do Futa quay anh mới tặng nha quý vị. Futa quay anh tặng thôi nha, chứ bình thường là không có rồi nha. Chỉ là ăn cháo ít Singapore thì được giảm 30% thôi nha. Còn ít sốt trứng muối này quý vị, khi mà quý vị ăn á nó lắm nhắm ở cái môi quý vị á, tại vì cái trứng muối làm lắm nhắm vậy nè, ngon lắm. Ok, ít dai ngọt. Đây vị ơi, Phu Tha vừa mới ăn xong quý vị. Bây giờ cho anh lên lầu chút xíu nha. Ở trên này rộng ghê quý vị ạ. Trời, anh tham quan quá chút xíu nha. Thường là ở đây là mình hay nhận tiền ở đây hả? Hả? Nhận ở dưới hả? À. Quý vị nào mà không thích ngồi ở dưới thì có thể lên đây nè. Trên đây Phu Tha thấy rộng rãi quá. Đặc biệt là quán ở đây vừa thấy có những bức tranh đẹp quý vị. Bức tranh về ít à, ở ngoài ngoài trời cũng có nữa. Bữa tối lên đèn đẹp ghê chưa? Có khách ngồi quý vị. Chắc là nếu mà trời không mưa thì sẽ kéo cái bàn này lại nè, mát lắm nè. Đứng đây là nhìn xuống thấy đường, không gian ở trên đây thoáng mát luôn. Ai ăn no quá đi lên cầu thang hơi mệt. Hai vợ chồng cô ta gọi hai món mà anh tặng thêm món nữa, ba món. Thì nhìn chung quý vị, quán ở đây á có không gian là khá sang trọng nha, mà cái giá thì cô ta thấy cũng hợp lý bình dân. Đặc biệt là hiện tại bây giờ là quán đang có chương trình sinh nhật, mừng sinh nhật 2 tuổi của quán, giảm 30%. Nghĩa là quý vị ăn phần cháo ít 50.000 thì bây giờ chỉ giảm còn là 39.000 thôi. Hồi nãy Phu Tha ăn 3 vị cháo rồi ít sốt ta gia. Món gì mà Phu Tha gọi là sốt Nhật quý vị, cái tên nó dài. Món thứ ba là món ít sốt trứng muối quý vị. Món này thì anh tặng thêm 3 món là 3 vị khác nhau. Nhưng mà có một điểm chung ở đây á, thì Phu Tha thấy á, cái thịt ít đó quý vị. Dù có chiên, dù có sốt hay là dù có nấu cháo thì thịt ít ở đây Phu Tha thấy tươi, ngon, ngọt và dai, thịt chắc. Còn khi mà Phu Tha vào trong bếp quý vị, cái quan trọng nhất là về cái khâu mà nấu nướng thì Phu Tha thấy ok quý vị. Tại Phu Tha thấy khu vực bếp khá là rộng, sạch sẽ, mọi thứ Phu Tha thấy quán để gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt là những cái khay để hành, để ớt, để đồ màu đó, Phu Tha thấy ok lắm, sạch sẽ quý vị, gọn gàng, ngăn nắp. Nên nếu mà quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé và dùng thử nha. Ngoài cháo ra thì còn rất là nhiều món ít khác. Nếu có dịp thì Phu Tha cũng sẽ ghé lại đây lần 2 quý vị. Tại ngon lắm. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vina TV. Bye bye.